Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của Từ vô lượng mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của Bi hỷ xả vô lượng mà hành hạnh Bồ Tát, Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của Định không vô biên xứ mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của Định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của bốn niệm trụ mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của sự hòa hợp mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của sự chẳng hòa hợp mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của pháp môn giải thoát không mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của tám giải thoát mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của Thánh Đế Khổ mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của Mười Lực Phật mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của Bốn Điều Không Sợ, Bốn Sự Hiểu Biết Thông Suốt, Mười Tám Pháp Phật Bất Cộng mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của Đại Từ mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của năm loại mắt mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của sáu phép thần thông mà hành hạnh Bồ Tát, Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của tất cả pháp môn Tam Ma địa mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của tất cả pháp môn Đà La ni mà hành hạnh Bồ Tát, Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của sự nghiêm tịnh cõi Phật mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của sự thành thục hữu tình mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của sự dẫn phát biện tài đà la ni mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của sự dẫn phát văn tự đà la ni mà hành hạnh Bồ Tát đại bồ tát nên ở chỗ không của sự ngộ nhập văn tự đà la ni mà hành hạnh bồ tát nên ở chỗ không của sự ngộ nhập vô văn tự đà la ni mà hành hạnh bồ tát đại bồ tát nên ở chỗ không của cảnh giới hữu vi mà hành hạnh bồ tát nên ở chỗ không của cảnh giới vô vi mà hành hạnh bồ tát đại bồ tát khi hành hạnh bồ tát như thế như quả vị giác ngộ ca tột của chư phật đối với các pháp chẳng khởi hai tướng